Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em đi giải bài 57, trang 61, sách giáo khoa toán 8 tập 1. Ở bài 57, chứng tỏ mỗi cặp phân tích sau bằng nhau: IA 3 phần 2x trừ 3 và 3x cộng 6 phần 2x bình cộng x trừ 6. IB 2 phần x cộng 4 và 2x bình cộng 6x phần x mũ 3 cộng 7x bình cộng 12x. Thì ở đây với bài 57, thì sau khi học xong thì các em nhận thấy được là chúng ta sẽ có hai cách để chứng minh được là các phân tích sau là bằng nhau, đúng không? Cách thứ nhất là chúng ta sử dụng định nghĩa, đó chính là phân tích A trên B bằng phân tích C trên D khi và chỉ khi đó là tích đường chéo A nhân D bằng B nhân C. Cách thứ hai là các em sẽ đi rút gọn những cái phân tích ở đây như là phân tích mà cồng kềnh hơn để đưa về phân tích đơn giản và chứng minh được hai phân tích này là bằng nhau. Vậy thì ở đây cô sẽ hướng dẫn các em chứng minh bằng cách đó là sử dụng định nghĩa nhé. Rồi, vậy thì ở đây là cô sẽ đi xét tích hai đường chéo. Đầu tiên là với IA. Thì ở đây, đầu tiên cô có tích thứ nhất chính là 3 nhân với x bình 2x bình cộng x trừ 6, đúng không? Vậy đây ta có tích thứ nhất là 3 nhân với 2x bình cộng x trừ 6. Và khi nhân tích này ra thì cô sẽ được kết quả đây chính là bằng, cô nhân vào này, 3 nhân 2x bình thì sẽ là 6x bình, 3 nhân x thì ở đây sẽ là cộng 3x, 3 nhân âm 6 tức là đây sẽ là trừ 18. Vậy tích đầu tiên của chúng ta sẽ là 6x bình cộng 3x trừ 18. Tích thứ hai ở đây của chúng ta chính là 2x trừ 3 nhân cho 3x cộng 6. Ở đây chính là nhân hai đa thức với nhau, đúng không em? Thì chúng ta sẽ lấy lần lượt hạng tử thứ nhất của đa thức thứ nhất nhân với lại các hạng tử bên trong của đa thức thứ hai, và tương tự như vậy đối với lại hạng tử thứ hai của đa thức thứ nhất. Tức là ở đây cô sẽ được này, 3x, 2x cô nhân với 3x. Rồi, tiếp theo cô cộng cho 2x nhân với 6. Rồi tiếp theo ở đây cô sẽ cộng cho trừ 3 nhân 3x. Ở đây cộng với trừ 3 nhân 3x. Rồi tiếp theo thì cô sẽ cộng với trừ 3 nhân 6. Tức là ở đây chúng ta cộng với trừ 3 nhân 6. Đúng chưa các em? Rồi, và đến đây thì lúc này, bây giờ thì cô sẽ tiến hành thu gọn. Thu gọn ở đây cô được kết quả 2x nhân 3x sẽ là 6x bình. 2x nhân với 16 thì sẽ được ở đây sẽ là 2x nhân 6 này thì được là 12x. Âm 3 nhân với 3x thì tức là trừ 9x. Âm 3 nhân với 6 tức là đây là trừ 18. Và đến đây các em nhận thấy này, 6x bình của chúng ta giữ nguyên. 12x trừ đi 9x tức là ở đây cộng với 3x và trừ đi 18. Tích thứ hai của chúng ta được kết quả sẽ là 6x bình cộng 3x trừ đi 18. Đến đây thì các em nhận thấy được là hai tích của chúng ta là bằng nhau, đúng không? Nên ở đây do đó chúng ta sẽ có được tích ở đây thứ nhất đó là 3 nhân với 2x bình cộng x trừ 6 là bằng với 2x trừ 3 nhân với 3x cộng 6. Khi đã có hai tích này bằng nhau rồi thì từ đây các em sẽ kết luận được, vậy phân thức 3 phần 2x trừ 3 là bằng với phân thức 3x cộng 6 phần 2x bình cộng x trừ 6. Đúng không các em? Rồi, vậy tương tự như vậy các em cũng sẽ làm được ở ý B. Ý B cũng chúng ta cũng sẽ làm tương tự đối với như ở ý A. Thì ở ý B chúng ta cũng sẽ đi xét hai tích như sau. Ở ý B chúng ta cũng có này. Đầu tiên đó là cô sẽ xét tích ở đây là 2 nhân với x mũ 3 cộng 7x bình cộng với 12x. Và ông này, khi nhân 2 vào bên trong thì cô sẽ được kết quả như sau. Ở đây chúng ta được này, 2 nhân với x mũ 3 thì sẽ là 2x mũ 3 cộng với 2 nhân với 7x bình thì sẽ là 14x bình cộng với 2 nhân với 12x thì ở đây sẽ là cộng 24x. Tiếp theo là ở đây cô sẽ đi xét tích là x cộng 4 nhân với 2x bình cộng 6x. Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện đó là nhân hai đa thức với nhau, đúng không? Tức là ở đây cô sẽ được là x nhân 2x bình này. Rồi cộng cho x nhân với 6x cộng cho 4 nhân với 2x bình rồi cộng với 4 nhân 6x.
6x. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thu gọn. Thì x nhân 2x bình cho chúng ta kết quả là bằng 2x ngũ 3 cộng với x nhân với 6x cho chúng ta kết quả là cộng với 6x bình. 4 nhân với 2x tức là cộng với 8x bình cộng với 4 nhân với 6x tức là đây cộng với 24x. Và thu gọn chúng ta sẽ được kết quả là 2x ngũ 3 này, 6x bình cộng 8x bình tức là cộng 14x bình rồi cộng với 24x. Đến đây các em nhận thấy được là hai tích đường chéo ở đây của chúng ta là bằng nhau, đúng không? Vậy ở đây do đó 2 nhân x ngũ 3 cộng 7x bình cộng 12x là bằng x cộng 4 nhân với 2x bình cộng 6x. Hai tích đường chéo mà đã bằng nhau rồi thì lúc này chúng ta sẽ kết luận được đó là vậy. Phân thức 2 phần x cộng 4 bằng với phân thức 2x bình cộng với 6x phần x ngũ 3 cộng 7x bình cộng 12x. Rồi, vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em chứng minh xong là mỗi cặp phân thức ở đây là bằng nhau. Vậy là cô đã hướng dẫn các em giải xong bài 57 trang 61 sách giáo khoa toán 8 tập 1.